Cuối năm, Á hậu Việt Nam toàn cầu Trà Ngọc Hằng đã ra Bắc rồi về Ninh Bình thăm Tết và tặng quà cụ Hà Thị Cầu. Đây là cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ, hai nghệ sĩ. Một năm nay đã gần 100 tuổi, được coi là báu vật cuối cùng của hát sẩm Việt Nam. Một là ngôi sao, người đẹp trong làng giải trí Việt, năm nay mới 21 tuổi, lần đầu tiên lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Qua cuộc gặp này, Trà Ngọc Hằng đã cảm được cái duy nhất, cái thật nhất, cái dễ mất, để rồi từ đó sự thấu cảm với cụ, với mình và chặng đường nghệ thuật phía trước mà cô đang theo đuổi. Phóng sự của nhóm phóng viên Văn hóa Toàn cảnh. Đồng hành, hay nói cho đúng hơn là dẫn đường cho Á hậu toàn cầu Trà Ngọc Hằng về thăm nghệ nhân Hà Thị Cầu là nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, người đã có một thời gian dài tá túc nhà cụ để học và nghiên cứu về hát sẩm. Không bàn cũng chẳng ghế, cụ Cầu ngồi trụm gối dưới chiếu. Không đào cũng chẳng mai, Trà Ngọc Hằng thăm Tết cụ nghệ nhân chỉ bằng tấm áo, manh khăn để khi lạnh cụ mang cho ấm. Hình ảnh Trà loay hoay mặc áo mới cho cụ nghệ nhân không phải là hành động của một người nổi tiếng đang làm việc thiện cho một người già, mà như nghĩa cử của một người cháu đối với một người bà, của một kẻ hậu sinh trọng nghĩa liên tài với một bậc tiền bối, một báu vật sống của cả Việt Nam. Con tên là Trà Ngọc Hằng, con nghe tiếng Buôn rất là lâu. Bởi vì con là người dân tộc, lai người dân tộc. Con nghe tiếng cụ đã lâu rồi, bây giờ con nghe... Con mới biết. Bây giờ con mới biết. Bây giờ con mới từ Sài Gòn bay ra Hà Nội và con sẽ đi xe ra đây thăm bà. Bay đi. Bay ở Sài Gòn mà bay ra Hà Nội bây giờ mới đến Yên Mô. Ai về thăm huyện Yên Mô ngắm nhìn phong cảnh bốn mùa đẹp dưới đồng quê. Bạc ngã trên trời. Đó mới chỉ là đôi ba câu chèo do cụ Cầu sáng tác về quê mình. Còn đặc sản tiếp khách thường xuyên của cụ phải là sẩm. Những bài sẩm đã gắn liền với tên tuổi của cụ, cùng với tiếng nhị không lẫn với bất kỳ ai, đã làm cho cô Á hậu Việt Nam Hoàn Cầu 2011 phải ngỡ ngàng, kính phục. Đôi khi, Trà Ngọc Hằng tỏ ra lúng túng, ngượng ngùng bởi sự dí dỏm, có phần giễu cợt của cụ nghệ nhân, ngay cả trong lúc cụ đương nhai trầu và hát sẩm. Nói đôi anh em chưa có chồng, còn đâu các cô thì mình bế. Nàng bồng trên cái tay hỏi cái gì lù lù trước. Cô nàng bay khoảng hai cặp bánh dày, vừa trắng vừa xinh, nhát quay qua nòm thấy nói cũng tình. Cô bây giờ già như cái thầy trường đi hát đấy, tao lấy. Đến đây, khoảng cách giữa bậc tiền bối với kẻ hậu sinh không chỉ là tuổi tác, ai nổi tiếng hơn ai, mà là kinh nghiệm, đẳng cấp của một nghệ nhân lão luyện và sự tự nhận thức mình là ai khi mới chân ướt chân ráo bước vào nghề ca hát như Trà Ngọc Hằng. Dù thể loại âm nhạc, con đường âm nhạc, nghệ thuật của hai thế hệ đang ngồi gần nhau như bà với cháu này, không ai giống ai. Em đã nghe được bà rất là lâu rồi, nhưng mà tại vì em chưa có dịp để mà ra thăm bà, thì hôm nay thực quả thật là khi mà ra thăm bà và bà hát thì em cảm thấy rất là cảm động, và em hy vọng sau này á em sẽ có cơ hội để ra thăm bà để mà học hỏi những kinh nghiệm của bà, để mà em lấy kinh nghiệm đó để mà sau này em học hỏi bà, để mà sau này em cái công việc của em và bản thân của em sẽ tốt hơn trong nghề. Ước mơ của Hằng cũng từng là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng có lẽ vì chưa ai đạt được đẳng cấp ấy, có được cái kinh nghiệm lão luyện trong nghệ thuật hát sẩm như cụ Cầu, nên vì thế dân gian mãi gọi cụ là nghệ nhân hát sẩm cuối cùng. Hiện nay, mặc dù đã gần 100 tuổi, cụ vẫn miệt mài truyền dạy loại hình nghệ thuật dân gian này cho thế hệ kế cận. Trong cái năm mới thì Bu có muốn nói cái gì với cả những người yêu hát sẩm của Bu không? Người núi rồi, cô nào cô nào mà học sẩm của tôi thì về đây thì tôi biết mặt, biết mũi, biết rõ thì tôi nghĩ là chứ còn nói bừng quơ thì tôi chịu không nhớ rồi.
nói thẳng thôi. Cứ mấy ngày thật rồi. Thế nhưng mà các cô các chú mà về dạy hát, học hát sẩm thì Bu có dạy không? Có. Bu nuôi nhá. Ờ. Cứ bằng tiền để đây Bu nuôi. Nhiều anh, nhiều chị, nhiều cô, nhiều chú đến học Bu vào buổi tối vào ở tại nhà đây thì Bu thấy vui không? Vui chứ. Vui cơ mà. Từ kỳ thì mệt trên đèo là chúng nó không đến đâu. Thế đông người hơn nữa thì Bu có dạy được được không? Sao lại có dạy được. 2-3 cục người còn ấy thì 4-5 người đi đâu. Không sợ mệt à? Không. Đó mà. Rồi, cái nghề của mình như vậy. Yêu nghề là. Ừ. Cái cuối cùng là cái duy nhất, giá trị nhất và cũng là mong manh, dễ mất đi nhất. Những thế hệ kế cận, trẻ tuổi như Trà Ngọc Hằng đã từng tìm đến cụ, từng đội nón mê vân về đàn nhị nơi góc chợ, bờ hồ như Nguyễn Quang Long. Nhưng để kế tục hoàn hảo những gì đỉnh cao nhất, điều luyện nhất mà người thầy độc nhất vô nhị này có lẽ sẽ rất lâu, thậm chí không một học trò nào đủ tầm để vươn tới. Năm mới thì con xin chúc bà sống lâu trăm tuổi, dồi dào sức khỏe. Tuổi. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe để mà lần sau con ghé để mà dạy con hát. Ờ. Ha. Vâng thôi, thế bây giờ chúng con xin phép cụ. Con đi ở về. Đây thì nốt cơm ăn là. Dạ con phải về để con bay vào Sài Gòn để con đi làm nữa, lần sau ra Tết con sẽ ghé thăm cụ. Nhưng mà lần sau con ghé là phải nhớ tên con nha, con tên Hằng. Hằng. Dạ. Hà Thị Hằng. Sao lại yêu họ tao á? Tại vì hồi nãy bà kêu con lấy họ của bà mà Hà Thị Hằng mà. À. Bà không nhớ hả? Ừ. Bà là Hà Thị Cầu. Bà nói con ơi Hà Thị Hằng nhớ không? Ừ. Bây giờ con tên gì? Hà Thị Hằng. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Lần sau con tới là bà phải nhớ con nha. Ừ. Hà Thị Hằng đó bà. Nhìn những hình ảnh này, chúng tôi chợt nhớ đến những ca từ trong bài Mừng Tuổi Mẹ của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Mẹ già như chuối chín cây, nhưng còn hơn người mẹ trong bài hát của Trần Long Ẩn, cụ Cầu còn là mẹ của cẩm Việt Nam. Xin được mừng tuổi cụ, mừng tuổi bà, cho dù như lời bài hát của Trần Long Ẩn. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù viết như thế, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Và tin hơn nữa, lão nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu mãi là một xuân bất tử của cẩm và những người yêu cẩm Việt Nam.